đêm à? Như vậy nó dễ hiểu mà. Nhưng quả này vào thì không có gì để băng. À đây rồi. Em đây đúng không? Đây rồi. Hôm nay tiếp tục là trải nghiệm nhưng mà một con hàng duy nhất server thời điểm hiện tại. Đó là ai ạ? Zinedine Zidane Icon cộng 8. Đầu tiên độc nhất server ở thời điểm hiện tại. Trong nick của bác Gia Bình vẫn nguyên gọi là ở mức level 1 nhá. Vừa đập lên đêm hôm qua xong. Siêu phẩm được giới FC Online bàn tán xôn xao. Sau khi mà có rô béo rồi, tiếp tục sẽ là Zidane. Có thể thấy được chỉ số của Zidane này. Ngoài đây nhá, mức thẻ level 1 anh em ơi. Mức thẻ level 1 nhá. Bây giờ hiện tại tôi muốn nó level căng căng hơn một tí. Level 5 thì nó sẽ như thế nào ạ? Đặt ở vị trí đá CM thì chúng ta sẽ có 140 chỉ số tổng. Wow, tăng tốc 139, tốc độ 136 à? Ngoài những khoảng khéo léo dây bóng giữ bóng chuyền ngắn này thì không phải bàn với Zidane rồi, chỉ số toàn vàng. Chuyền dài sút xa cũng vậy. Có một cái điểm yếu ở Zidane mặc Zidane kiểu Icon nhá, Icon cộng 5 chẳng hạn thì cái lực sút khá yếu nhá. Thì không biết được xem cái lực sút của Zidane Icon cộng 8 này nó là tầm bao nhiêu. 140 vậy là cải thiện khá đáng kể đấy nhá. Khá đáng kể anh em ạ. Hôm nay thì những cái quả dứt điểm thứ nhất là ZD này, thứ hai nữa là kiểu FD thì nó sẽ lực hơn rất là nhiều. Chút xoáy 140, đá phạt 140, dê bóng và dự bóng 146. Anh em nhìn chỉ số này thì thấy thế nào anh em? À, nhìn mê không ta. Chỉ số ẩn thì không phải bàn rồi anh em. Có sút xoáy tinh tế này, truyền dài này, kiến tạo này, thánh truyền bóng, bấm bóng và qua người. Dã man nhờ. Tiểu phẩm đầu tiên nhá, độc nhất server ấy. Thật ra nick của Bác Sa Bình có rất nhiều những con hàng kiểu độc nhất server nhá. Ví dụ như kiểu rô béo Icon này thì tôi có review cho anh em rồi đúng không? Đây cho anh em ngó qua lại chỉ số của rô béo Icon cộng 8 nhá. Đấy, tôi có review ngay cái đêm hôm đấy rồi. Ngay đêm hôm mà Icon cộng 8 nó nổ. Trời ơi. Quá kinh khủng. Còn ai nữa ạ? KK này, Wayne Rooney này. Xem quả, ê, cho anh em xem qua chỉ số nhá. Cho những em nào chưa xem cái clip trước của tôi. Đấy, bộ chỉ số của KK Icon 8 này. Wayne Rooney Icon 8 này. Chỉ số cũng chỉ là vàng khè thôi mà. Vàng khè mà đỏ chót. Rijkaard và Zaza Touré này. Đấy, lướt qua thôi. Hôm nay tập trung chủ yếu vào con hàng Zidane. Anh em ạ. Ở dưới chúng ta có hàng loạt những con hàng khủng. Đó là Harry Kane này, Cristiano Ronaldo, Totti cộng 8, Basen 8 này, Van Nistelrooy, Cantona, Seedorf, Park Ji-sung, Veron Icon 8. Ngoài ra thì có Rashford này, Beckham DC 8 này, Smalling này, Vinicius này, Rodo LH 10, còn gì đâu ta, Lindelof 10 này, Beckham Cup 9. Trời ơi, giá trị đội hình, tổng giá trị đội hình của cái team này nó rơi vào tầm 1.300 tỷ anh em ạ. Xem ngó qua xem thằng nào sẽ là đắt nhất trong đội hình này. Để ngó qua xem thằng nào sẽ là đắt nhất. Đây đội hình chính này, 223.000 tỷ. Hôm trước tôi review là khoảng hơn 300.000 tỷ đúng không? Hôm trước tôi review mà hơn 300.000 tỷ anh em ạ. Nhưng mà giá này là giá ảo thôi anh em ơi. Giá này tôi nghĩ là giá ảo thôi, thật sự luôn đấy. Bán hết rồi thì bây giờ động vào bất kỳ một con hàng nào trong này mất tay luôn, không nói nhiều. Mại dâm yêu Tai Gigi đã donate cho Tai Gigi 500.000 đồng. Uầy. Gửi bác ít quà. Ui, cảm ơn bác nhá. Cảm ơn bác Sao Bình. Như là bác Sao Bình hay sao ấy nhở. Ui, cảm ơn bác rất nhiều. À, bác ơi. Trời ơi, đây rồi. Giới thiệu với anh em trang web giao dịch thẻ chiết khấu cao kho thẻ 365.com. Chỉ cần đăng ký tài khoản là bạn có thể mua thẻ game với chiết khấu lên tới 6% và chuyển sò Garena là 10%. Ngoài ra còn hỗ trợ anh em đổi thẻ cào với chiết khấu cực kỳ thấp. Hãy đến với kho thẻ 365.com. Ui, gần được. Để thường. Ôi, đê thường kìa. Mà lực sút 140 dã man thôi anh em. Quái đê thường nhá. Không bấm thêm nút gì cả. Không phải là CD. Nó chỉ là đê thường thôi. Mở bát đầu tiên.
trông nó mượt kìa. Tiền đá, đây gọi là tiền đá này anh em ơi. Trời ơi. ZT kìa. Quả D thường, quả ZT nhá. Cho anh xem lại, rồi không cho xem lại luôn hả Lợi. Quay vào đấy. Quay. Có ngã xe loa kìa. Bay người của Mắc Minh nữa ta. Cái kết. Ok ạ. Nam đã donate cho Tai Gigi 50.000 đồng. Trả kèo trước. Một. Một. Anh cảm ơn từ em Nam nha. Rồi, anh xin phép lượng ngay kèo này đến từ em Nam. Nam vừa donate cái có ngay bàn thắng đến từ Zinedine Zidane kìa. Anh sẽ hết quả đấy luôn. Nó cũng hơi rùa một tí, hơi rùa một tí. Zidane, Zidane. Mày bắt. Gì với chúng tôi này. Ô ở đây lực quá, ở đây không đỡ được thật. Ở đây may ra Zigon nha, Zigon thì mình lại xét đây góc gần. Zidane tàn. C7 đánh đầu. Hãng công quốc gia. CL7 Airlines. CL7. Úi, được kìa. CL7. Tôi bảo rồi mà. Hãng hàng không quốc gia CL7 Airlines kính chào quý khách. Sao đánh đầu quả ảo vậy ta. Đừng bao giờ bắt bài tôi ở góc gần như này. Tôi biết rất nhiều trick. Ui đánh đầu kìa. Cậu 8 Jovic ơi em chưa tài đâu nha. Uầy, mạm lực sút kìa. Tôi bảo rồi mà meta này là của tôi anh em. Đây rồi, Zinedine Zidane. Ui có phải Zidane thế nào kìa. Xít bóng thẳng đến chân của Ricardo Kaka. Ra quả mượt đấy chứ. Phải rất nhiều kiến tạo bàn thắng trong ngày hôm nay. Đây. Game on. Em cố lên. Đây. Mà quả xe đen bốc mùi quá. Cố lên tí em ơi. Hỏi chấm hả? Ui xe này kìa. Game on em ơi. Game on. Sao rồi cậu coi hai vết tính từ Arsenal Ken Hiếu ạ? Ngoài con này nó bị ảo ấy thề. Cái vết này đã 2/2 rồi đấy. Thề bị ảo, ảo là bằng nghĩa là từ gì vậy anh? Ảo nó không có hết được cái ý nghĩa của nó. Ừ, nó kiểu bị ảo ấy. Nó kiểu bị ảo ấy em. Uầy, nhưng mà đâu hôm nay anh, đâu mà hôm nay anh đem cái Lamborghini vào anh hành gắn vậy, người ta chịu không nổi đâu. Thôi thật sự là hôm nay thua Jovic thì mấy anh em danh huyền thoại và thích đấu trên này phải trả giá rồi, thật sự là Jovic ạ. Mấy này nó phải trả giá hơn. Ừ, phải trả giá rồi. Tại sao mình tập vẫn thẳng được thì muốn hay vậy ta? Toàn những trận mẹ sút ngon rồi ngon, thủ môn hay. À không hay lắm. Không hay lắm anh em ạ. Vào thế là ZD vẫn chết. Vẫn chết như thường. Như vậy do dễ hiểu mà.
không quả này vào thì không có gì để bán. Vãi cả lều ạ. Tiền sút men. Ôi sút ở đấy vào hả? Sức mạnh của Zidane Icon cộng 8. Nó phải như vậy. Thiếu đúng quả Eterdo và xúc phạm của tôi là mắc binh trong cái lần này nha. Ui. Easy. Lách nhẹ. Đây rồi. Như mình đang buồn vì đã donate cho Tai Gigi 10.000 đồng. Vẫn phải ăn tôi đi một nhịp kìa. Hay deck sẵn gốc này Azer mông ra cho em bột thật căng xả giận đờ si ca ăn. Được luôn em. Em kết bạn luôn cái này nha. Mình nha. Ôi, cứ chạy thôi. Tập này cứ chạy thôi, biết làm nào bây giờ. Đừng bao giờ ra gôn với anh nghe chưa. Em tiến hòa nha anh nhắc em nha. Úi xẻ. Đây rồi. Chúng ta có ngay một siêu phẩm đến từ cái chân trái của Zidane. Em chuẩn bị tinh thần đi Minh. Ai mà nói tiền sút để bảo tự ái. Đúng không? Nói tiền sút để bảo tự ái. Mà thực sự thật nó là tiền sút đấy. Mày bước 1 kìa. Bước 1 FD kìa. Mày xuống béo Icon cộng 8 đá ghê vãi đại. Như nào nhỉ? À đây rồi. FD đúng không? Sút mất vệ sinh thật sự. ZD mà. Em mới đáng sợ thật sự. Một sở trường Zidane đúng là ZD thật. FD thì không phải là sở trường nhưng mà ZD nhá. ZD đúng sở trường của Zidane. Money Stone. Tiền đá. Ui ZD trúng xoáy chứ kìa. Ngồi tổng kết lại cái team này thì khá là mắc binh em ơi. Vẫn là nét thôi. Hôm nay thì siêu Zidane có khá nhiều siêu phẩm ấy. Tiếc mỗi là không quả đá phạt nào. Đó, ok cho anh em xem lại bổ chỉ số của Zidane nhá. Quá mắc binh đi, đây là level 5 nữa này. Ô, team này thật ra thì đá trong doanh thì kiểu gì cũng gặp handicap thôi. Khẳng định luôn 100%, kiểu gì cũng gặp. Có tình huống kiểu chạy nhưng mà nó vẫn bắt được bài ấy.